chào quý vị và các bạn. Đầu tiên xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật tươi trẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Cuối tuần gặp nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Vâng, hôm nay thì xin giới thiệu và làm một cái chương trình ưu đãi rất là đặc biệt đến quý vị và các bạn. Vâng, từ xưa ra rồi, với một cái dàn âm thanh sân khấu sự kiện, để mà hay được thì đầu tiên thì mình cứ nói trước mắt là cái tủ máy phải chất ok một chút xíu, sau đó là đến gì, đến dàn loa, loa phải chất phải ok thì sẽ cho ra một cái dàn âm thanh thật là tuyệt vời như quý vị và các bạn. Vâng, thì đây với cái dòng loa Line Azay 40 của bên Ruby, đảm bảo quý vị và các bạn chất âm hay, sáng, rõ, tuyệt vời. Với cái dòng Line Azay này thì từ xưa giờ rồi, riêng với mình nhé, riêng với mình cảm nhận thì đó là mọi những cái dòng mà hỏa tiễn rồi phun này phun kia thì mình thích nhất đó là vẫn là cái dòng Line Azay. Tiếng rất là ok, và khi quý vị và các bạn chất lên một dàn âm thanh thì nhìn nó rất là hoành tráng ha. Đi những cái show đám cưới các thứ, họ nhìn những dàn loa của quý vị và các bạn, họ họ thích liền. Đôi khi mang có một cặp hỏa tiễn đến thì nói sao mà ít loa như vậy. Vâng, đúng là như vậy đấy quý vị và các bạn ạ. Đấy, thì cái dòng loa Line Azay hỏa tiễn này, thương hiệu của Ruby này, là sử dụng đồng bộ bát chép neo, cái dòng bát chép neo của BC, Made in China, đồng này nhập bát chép neo công ty nhập bên China nhé quý vị và các bạn. Cái thùng này thì có thùng ở Việt Nam thôi. Với cái loa mà nhập nguyên con của Line Azay thì quý vị và các bạn phải bỏ ra từ 20 mấy đến 30 mấy triệu trở lên thì quý vị và các bạn mới sử dụng được một cái cặp Line Azay nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện. Còn với những cái dòng như vậy, âm thanh cho ra ok, rất là hay quý vị và các bạn. Có thể ngồi so sánh trực tiếp, dám khẳng định với quý vị và các bạn, chưa biết ông nào ăn được ông nào ha, giữa cái dòng nhập khẩu và dòng lắp ráp. Họ chỉ hơn mình đó là một cái, đó là cái thùng. Cái thùng nhập khẩu thì nó rất là đẹp, ok như quý vị và các bạn đó. Đầu tiên là về cái đó, nhưng mà bù lại thì cái giá thành sao? Việt Nam mình cũng lắp ráp, cũng nhập về cũng lắp ráp, giá lại rất là rẻ, chỉ bằng nửa, có khi chưa đến nửa như quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn đã sở hữu ngay cái cặp Line Azay này rồi. Hả? Thì xin giới thiệu lại rõ lại lần nữa là củ bát neo coi 75 và củ chép neo 850 đó. Thì cái dòng này bên mình đang bán với cái giá nó là 13 triệu cơ. Nhưng mà hôm nay sẽ làm một cái chương trình ưu đãi rất là đặc biệt đến quý vị và các bạn, và gửi đến quý vị và các bạn cái số lượng là chỉ có 6 cặp như quý vị và các bạn, với cái giá thật là ưu đãi luôn, là giảm ngay 1 triệu 500 thì giá cuối cùng còn lại chỉ có 11 triệu 500 trên một cái cặp loa Line Azay 40. Line Azay 40 đồng bộ từ Neo, thương hiệu của Ruby này. Nhưng quý vị và các bạn, chút xíu nữa sẽ mình sẽ test cái chất âm cho quý vị và các bạn nghe rõ về cái dòng Line Azay như vậy. Với cái dòng này thì bên mình đã có những đánh ngoài trời rồi. Mình sẽ để một cái link mô tả ở dưới phần bình luận để cho quý vị và các bạn coi rõ cái phần đánh ngoài trời như thế nào. Cái tiếng bát chép ra rất là rõ ràng như quý vị và các bạn. Mình sẽ chút xíu thử thì mình sẽ không có cắm cái súp, mà mình sẽ chỉ có cắm cái bên trên này thôi. Anh quay một vòng về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn xem. Còn về cái ruột mình sẽ để một cái hình ảnh. Mình sẽ để cái hình ảnh chèn vô để cho quý vị và các bạn xem rõ cái ruột. Tại nhiều anh em bây giờ thì mua loa rồi nhưng mà cứ phải coi cái ruột. Đôi khi cái anh em mua cái thùng loa của công ty loa nhập khẩu nguyên con, anh em bảo họ cho coi cái ruột này, chưa chắc đâu, họ không cho quý vị và các bạn coi đâu. Nhưng với bên mình sẽ sẵn sàng phô trương hết cho quý vị và các bạn. Đôi khi những cái chỗ khác họ làm cũng cái bát, cũng cái chép cái kiểu như vậy thôi như quý vị và các bạn, nhưng chất âm sẽ khác hẳn. Chất âm sẽ khác hẳn, đảm bảo quý vị và các bạn ha. Thì đây, mình sẽ cắm hai cái dây này cho hai cái loa full. Ở dây bên trên thôi, súp thì mình sẽ không có cắm. Cái thùng này thì thùng rất chắc chắn rồi, thùng 4 chân. Cái quai này mình sử dụng quai gỗ chứ không có sử dụng quai nhựa. Quai nhựa thì nó không có được bền cho thời gian. Ok. Và cái đặt thùng, cái thùng này thì đặt vừa rồi bán rất là nhiều cho quý vị và các bạn và cho anh em rồi. Đôi khi quý vị và các bạn đã nhiều bác mình đã bán cái thùng về rồi, nhưng mà sau cuối cùng vẫn phải bảo bên mình là lên cho cái phân tần, rồi đến lúc lại mua thêm bát, mua thêm chép về ráp lên thì giá thành quá luôn ha, cho quý vị và các bạn đó. Thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe nhạc. Ok.
và các bạn. Tuyệt vời. Không hay không lấy tiền. Chép rất là nhuyễn. Cái lời và cái tiếng Trung, tiếng Bát rất là rõ ràng như quý vị và các bạn. Không hay không lấy tiền, đảm bảo quý vị và các bạn. Nếu mà quý vị và các bạn bỏ ra một cái số tiền như vậy và sở hữu được cái cặp loa như vậy thì rất là khó. Quý vị và các bạn. Ok, chất âm. Từ chất âm đến giá thành đến mọi thứ. Với cái số tiền như vậy, thực sự mà nếu mà không dùng thì không mua và không biết là mua cái loa nào để mà đánh ngoài trời ok hơn cái dòng loa như vậy như quý vị và các bạn. Xin đảm bảo quý vị và các bạn. Đó. Với cái dòng loa như vậy, quý vị và các bạn có thể kết hợp lên một cái bộ dàn thì chỉ cần hai cái cặp loa lai dây như vậy ha, và một cái cặp súp như vậy. Lên là quý vị và các bạn phục vụ cái tầm 400 khách quay đầu là nó là thoải mái ngon lành như quý vị và các bạn. Và quan trọng là cái súp của quý vị và các bạn phải uy lực, phải mạnh như quý vị và các bạn. Lời thằng này thì rất là rõ ràng rồi, bay rất là xa rồi. Còn cái súp của quý vị và các bạn phải thật là mạnh để đáp ứng lại ha. Ok, tại vì lời nó quá lớn mà ha. Rồi. Và số lượng mình xin nhắc lại, số lượng chỉ có 6 cặp ưu đãi cho quý vị và các bạn. Nhanh nhất nào sở hữu ngay thì giá chỉ có 11.500.000 nha quý vị và các bạn. Giá khuyến mại chỉ có 11.500.000. Vâng, mọi thông tin chi tiết xin quý vị và các bạn cứ liên hệ hai số điện thoại hiện trên màn hình của điện máy Ruby số 116 đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ok, xin chào và xin hẹn gặp lại.